Biên tập viên Nga Vũ xin kính mời quý vị và các bạn cùng hướng lên màn hình để theo dõi về nội dung bình luận của chúng tôi ngày hôm nay. Ngoài năm 1948 là năm Myanmar giành được độc lập khỏi thực dân ngoại bang, thì năm 2021 là một bước ngoặt quan trọng thứ hai trong lịch sử hiện đại của Myanmar. Vào năm này đã nổ ra cuộc nổi dậy trên quy mô lớn chống lại chính quyền quân sự. Ngày 27 tháng 10 năm 2023, ba nhóm vũ trang chống chính phủ Myanmar lớn nhất nước là quân đội Arakan, quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar và quân đội Giải phóng Quốc gia Tang đã mở cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm vào một số những căn cứ của Tamandaw ở bang Strand, phía đông Myanmar, trong một chiến dịch được gọi là 1027. Giao tranh khốc liệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống dân thường. Ước tính có khoảng 3 triệu người Myanmar đã phải di cư khỏi nơi ở, 240.000 người phải chạy trốn ra nước ngoài, 53.000 người thiệt mạng, 29.000 người bị bắt, hàng chục nghìn tài sản dân sự bị phá hủy. Do đâu mà đất nước Myanmar lại xuất hiện nhiều phe phái cắn xé lẫn nhau như vậy và thảm cảnh thực sự hiện tại ở Myanmar đang diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng đi vào bình luận trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi với hai vị khách mời. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ triết học, thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế, thiếu tướng Lê Văn Cường, nguyên vụ trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học, Học viện Ngoại giao Bộ Ngoại giao, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar, đại sứ tiến sĩ Luận Thùy Dương. Xin chào chuyên gia Lê Văn Cường. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào chuyên gia Luận Thùy Dương. Xin chào quý vị khán giả. Cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa hai vị chuyên gia, vấn đề nội chiến của Myanmar không phải là vấn đề mới xảy ra trong các năm gần đây, mà nó là vấn đề đã tính bằng thập kỷ. Vậy thì lý do sâu xa dẫn đến vấn đề này là gì? Xin mời chuyên gia Lê Văn Cường. Về sâu xa mà nói thì khủng hoảng Myanmar đã kéo dài nhiều thập niên rồi. Có lẽ bắt đầu từ kỳ thập niên 70 của thế kỷ trước đến bây giờ cũng đã ra nửa thế kỷ rồi. Cái Myanmar là một cái quốc gia mà hình thành khá sớm ở Đông Nam Châu Á. Họ hình thành sớm hơn Thái Lan. Là một cái tộc người có đặc trưng riêng của nó. Nghiên cứu về cái đặc trưng dân tộc học đó, thì người Myanmar có đặc trưng riêng. Hết sức mạnh mẽ, quyết liệt. Cả là cái khác biệt của người Myanmar so với người Thái Lan. Cái nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng Myanmar hiện nay đó, nó nằm sâu vào cái mâu thuẫn giữa các tộc người ở Myanmar. Mà ta thường nói tộc người đa số, tộc người thiểu số. Ở đây về khoa học mà nói là còn cái hai sự xung đột nó cộng hưởng với nhau. Xung đột về lợi ích, xung đột về hệ giá trị. Cái lợi ích này là gì? Cái chính quyền Myanmar không đảm bảo được cái hài hòa lợi giữa các tộc người và thường xuyên bị đảo chính và sụp đổ. Cái lợi ích người ta cảm nhận được thông qua cái đời sống hàng ngày, thông qua cái ăn, cái mặc, cái sinh hoạt, cái đi lại, cái học hành và chữa bệnh. Đấy là cái lợi ích về kinh tế nói chung. Cái xung đột về cái hệ giá trị giữa các tộc người có những hệ quy chiếu giá trị khác nhau. Mà ta gọi là cái văn hóa khác nhau của tộc người xung đột với nhau. Cái điều này không phải chỉ ở Myanmar mà các nước trên thế giới nhiều tộc người đều có này cả thôi. Cái châu Á này duy nhất mỗi Triều Tiên là một tộc người, quốc gia đặc biệt. Chứ còn nửa thì đa tộc. Mà đa tộc này thì đã thâm căn cố đế mâu thuẫn với nhau. Chứ không phải bây giờ đâu ạ. Trước đây trăm năm là mâu thuẫn rồi. Đánh nhau suốt. Cái đất nước Myanmar chưa bao giờ bình yên ạ. Theo lịch sử tôi biết thì lánh quanh được 12, 13 năm vào những năm 60 của thế kỷ trước. Chứ sau đấy thì bắt đầu xung đột. Mà cái này thì cái nguyên nhân bên trong nguyên nhân chủ quan là xung đột cái lợi ích và giá trị của tộc người. Mà chính quyền trung ương của Myanmar không đủ khả năng hòa giải và bùng phát xung đột thôi. Chứ còn về cái trong trường hợp Myanmar đó, thì chúng ta không loại trừ được cái yếu tố nước ngoài can thiệp. Nói gì thì nói, Myanmar là điển hình có sự can thiệp của nước ngoài vì lợi ích của họ. Khi trong cái đất nước có nhiều phe phái, nhiều tộc người đấu tranh quyết liệt một mắt mà còn với nhau nữa, thì chắc chắn nước ngoài người ta ủng hộ những cái tộc người có lợi cho mình.
Myanmar có một cái vị trí cũng khá đặc biệt vì địa chính trị, địa chiến lược, địa kinh tế khá đặc biệt. Nó nằm ở cái đỉnh Tây Bắc của ASEAN lục địa với cái Nam Á. Cái ngã ba giữa Trung Quốc và Ấn Độ cùng Bangladesh, Myanmar, Bangladesh gắn bó với nhau. Đấy là cái nút thắt địa chính trị giữa các cường quốc đang nổi lên. Trong đấy có Trung Quốc và Ấn Độ là nổi bật nhất. Nhưng rõ ràng cái nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân cơ bản là cái xung đột lợi ích, xung đột hệ giá trị giữa hai tộc người, giữa các lực lượng khác nhau. Mà chính quyền trung ương không có khả năng hóa giải cái xung đột mâu thuẫn về hệ giá trị và lợi ích. Hùng hạt thôi ạ. Nguyên nhân về mặt khoa học có thể nói như vậy. Ở đây, Myanmar có một truyền thống 40-50 năm nay là vai trò quân đội. Đến giờ phút này, ngay trước đây 10 năm cái chế độ gọi là dân chủ đấy ạ, bà Aung San Suu Kyi đấy, thì quân đội vẫn chiếm 25% ghế trong quốc hội cơ mà. Đến bây giờ, tôi chỉ nói về mặt cơ quan lập pháp thôi ạ, quân đội vẫn chiếm đa số, có vai trò đặc biệt quan trọng. Chứ rõ ràng cái mâu thuẫn ở Myanmar nó bùng phát, nó có trầm tích từ lâu rồi, xuất phát từ những cái mâu thuẫn đối kháng về lợi ích, đối kháng về giá trị. Mà chính quyền công trung ương không có khả năng điều hòa mâu thuẫn giữa các nhóm tộc người khác nhau. Đấy là cái nguyên nhân bùng phát trên cái xung đột, có thể nói như vậy. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Thưa chuyên gia Luận Thị Dương, tôi được biết bà là nguyên đại sứ tại đất nước Myanmar. Tôi xin phép được nghe những chia sẻ của bà. Ngoài những ý kiến mà chuyên gia Lê Văn Cương đã chia sẻ, thì tôi muốn chia sẻ thêm như thế này. Đất nước Myanmar từ khi ra đời, còn trước kia trong cái thời kỳ thuộc địa, tôi không muốn nói đi sâu vào. Từ khi ra đời đến nay, hơn 70 năm, đất nước Myanmar chưa bao giờ im tiếng súng cả. Đây là một đất nước mà có thể nói là sự chia rẽ trong nội bộ đất nước đấy, sự bất ổn trong đất nước đấy, nó tiềm ẩn trên rất nhiều yếu tố. Mà có thể nói theo một từ khác là từ khi sinh ra nó đã là bất ổn rồi. Thứ nhất, về mặt lịch sử, nó là từng là một đế chế ở Đông Nam Á. Và là sự tập hợp của nhiều tộc người, nhiều vương quốc nhỏ vào, thành ra cái liên bang Myanmar. Cái thứ hai, nói về tộc người, thì cái tộc người mà được ghi nhận trong hiến pháp của Myanmar là 135 dân tộc. Nhưng ngoài ra có khoảng chục dân tộc nữa không được công nhận. Mà trong đó người Rohingya ở Rakhine là một ví dụ. Mỗi một tộc người như thế, dù lớn, dù nhỏ, đều có những văn hóa chữ viết riêng. Và đặc biệt là đa phần có lực lượng vũ trang riêng. Và những cái lực lượng vũ trang này thì cái tinh thần dân tộc rất cao. Không chỉ tranh chấp với nhau về lãnh thổ, về nguồn tài nguyên, mà còn tranh nhấp nhau cả về dân cư. Bởi vì có những tộc người nhỏ và những tộc người lớn. Cái tiếp theo là cái việc hiến pháp của Myanmar công nhận cái tộc người này mà không công nhận tộc người kia đã tạo ra sự mâu thuẫn giữa các tộc người. Ví dụ như người Rohingya. Đó không phải là vấn đề tôn giáo, cũng không phải là vấn đề sắc tộc do chính người Rohingya tạo ra, mà do chính hiến pháp của Myanmar nó có vấn đề. Hiến pháp Myanmar ghi rất rõ là chỉ những người mà cả bố lẫn mẹ là người Myanmar. Và đặc biệt là chỉ từ cái thời kỳ từ 1923 trở lại. Còn 1923 trở về trước là không được công nhận. Vì sao? Tất cả những người từ trước năm 1923 và thậm chí từ những thập kỷ trước vào Myanmar từ những nước láng giềng, trong đó có Bangladesh, trong đó có Ấn Độ và rất nhiều lực lượng khác, không được công nhận. Thì đấy là một vấn đề. Tức là bên cạnh cái vấn đề sắc tộc đã quá đông, quá đa dạng, thì cái hiến pháp công nhận và không công nhận đã tạo thêm một vấn đề nữa. Về tôn giáo, đó là đất nước mà chúng ta được biết đến, quốc giáo là Phật giáo. Nhưng nói đúng ra, cái đất nước Myanmar nó có 4 cái tôn giáo chính
chứ không phải chỉ Phật giáo. Mặc dù Phật giáo chiếm 88% dân số, 2% còn lại là những tôn giáo rất lớn trên thế giới, đó là Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Kitô giáo. Cho nên cái người Myanmar mà mang những cái tôn giáo đó, theo những cái tôn giáo đó ở Myanmar tuy nhỏ nhưng cộng đồng của họ thì lại rất lớn và nằm ở các nước láng giềng. Cho nên nó tạo ra những cái vấn đề sắc tộc, tôn giáo ở Myanmar nó luôn luôn tiềm ẩn và nó luôn luôn gây ra mâu thuẫn giữa các tộc người, giữa các cái tôn giáo với nhau. Thêm nữa, một cái mà nó làm cho Myanmar không bao giờ có thể ổn định được, đó là về mặt hành chính. Thì đất nước Myanmar do tập hợp từ trong lịch sử, từ các vương quốc khác nhau, nên nó chia ra 7 bang, 7 vùng về mặt hành chính, 7 bang, 7 vùng và 6 khu vực tự trị, tự quản. 7 bang, 7 vùng, 6 khu vực tự trị, tự quản ấy có hệ thống hành chính riêng, lực lượng vũ trang riêng, nằm trong liên bang Myanmar. Nhưng đây là một liên bang lỏng lẻo, rất lỏng lẻo. Cho đến bây giờ vẫn phải họp để làm sao xây dựng một nước liên bang Myanmar vững mạnh. Cho nên những cái bang vùng như thế nó vẫn tạo ra những sự cát cứ tách biệt hẳn nhau. Và tôi chia sẻ với ý kiến chuyên gia Lê Văn Cương là từ trung ương xuống địa phương không có một sự quản lý thống nhất. Thậm chí mỗi một bang vùng khu tự trị như thế có một thủ hiến và có các bộ trưởng, cũng các bộ trưởng văn hóa, ngoại giao, kinh tế y như trung ương. Và việc tuân thủ ý kiến trung ương hay không là tùy thuộc vào từng bang vùng miền, tức là hoàn toàn khác nhau. Một điều nữa mà chúng ta cũng thấy là một đất nước mà đã có nhiều dân tộc thì chính sách của đất nước, của quốc gia, của chính phủ là phải tạo ra sự thống nhất giữa các dân tộc, ít nhất là bằng ngôn ngữ. Riêng ở Myanmar, cái ngôn ngữ được gọi là ngôn ngữ chính đó là ngôn ngữ Miến. Nhưng mà chỉ khoảng 60% dân, 30% sử dụng tốt, 60% có sử dụng, 40% còn lại từ chối không sử dụng. Thế thì chúng ta sẽ thấy ngay trên đất nước Myanmar, về mặt hành chính đã có bang vùng khu khác nhau, quản lý khác nhau, không hoàn toàn tuân theo trung ương, dân cư chia theo nhiều tộc người, có tiếng nói chữ viết văn hóa khác nhau, và không có một cái sự thống nhất nào quản lý được tất cả như vậy. Bên cạnh đó thì cái lực lượng vũ trang mà như chúng ta hiện nay thấy là 135 dân tộc được hiến pháp công nhận, thì 135 lực lượng vũ trang ở các mức độ khác nhau. Trong đó có 24 lực lượng vũ trang thiểu số được công nhận là lực lượng lớn và có sức đối kháng với lại chính phủ, với quân đội của chính phủ. Thế thì chúng ta sẽ thấy là nhìn ngay đã thấy rất nhiều yếu tố để cái đất nước Myanmar này nó không ổn được. Thêm nữa, đó là yếu tố quân sự. Chuyên gia Lê Văn Cương đã nói, tôi chỉ muốn nói thêm rằng không có một đất nước nào mà quân đội nằm từ cơ quan lập pháp, tư pháp đến hành pháp. Chúng ta đang nhìn thấy một chính quyền quân sự hiện nay, nhưng phải nói là trong lịch sử của Myanmar chưa bao giờ tách khỏi quân đội. Kể cả thời kỳ dân chủ của bà Aung San Suu Kyi thì quân đội ủng hộ chính phủ của bà ấy và đứng đằng sau. Nếu không có sự ủng hộ của chính phủ quân sự thì chính phủ của bà Aung San Suu Kyi không tồn tại nổi. Vì cái đất nước nó như thế, nếu không có một lực lượng quân đội quốc gia để giữ một sự an hòa thì đất nước đấy không có cách nào để tồn tại được cả. Một liên bang hết sức lỏng lẻo. Thế thì cái vấn đề là từ cái năm 1948 cho đến năm 1962 chúng ta được coi là thời kỳ dân chủ, dân sự chứ chưa phải là dân chủ. Thì ngay lúc đấy tất cả các tướng lĩnh của quân đội đã đứng đằng sau rồi. Từ 1962 cho đến 2015 là những chính phủ quân sự liên tiếp. Từ 2015 đến 2020 chính là thời kỳ của bà Aung San Suu Kyi, quân đội đứng đằng sau. Từ 2020 đến bây giờ là chính phủ quân sự.
Và chúng ta sẽ thấy xuyên suốt lịch sử của đất nước này là vai trò của quân đội. Vai trò quân đội ở đâu? Không chỉ là bộ đội, công an, nội vụ nằm trong cùng một người phụ trách, đó là thống tướng, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, không hề nằm trong chính phủ, hoàn toàn tách biệt. Cái thứ hai, tất cả các tập đoàn kinh tế lớn nhất của Myanmar nằm trong tay các tướng lĩnh quân đội. Như vậy là kể cả về sức mạnh quân sự, sức mạnh vũ trang, đến sức mạnh kinh tế đều trong tay quân sự cả. Và vì thế cho nên cái đất nước này không thể nào tách khỏi quân đội được. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà cái lực lượng quân đội không đứng, mà bây giờ là đang hiện nay, mà những cái tiềm ẩn mà tôi đã nói, những cái nguyên nhân nguồn gốc sâu xa kia, nó luôn luôn song hành với cả Myanmar, đã làm cho cái đất nước này bất ổn rồi, mà là còn không quân đội, hay có quân đội, hay quân đội đứng đằng sau hay như thế nào, thì cái đất nước này nó luôn luôn chứa đựng và tiềm ẩn những cái sự bất ổn như vậy. Vâng, để nói về tình hình bạo loạn hiện nay tại đất nước Myanmar thì xin mời hai vị chuyên gia cùng quý vị khán giả theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây của chúng tôi. Từ thế kỷ 19, Myanmar khi đó cũng giống như đa phần các quốc gia châu Á khác trở thành thuộc địa của thực dân đế quốc. Myanmar khi này nằm dưới sự cai trị của người Anh. Vậy nhưng sau Thế chiến thứ hai, khi các nước thực dân kiểu cũ như Anh hay Pháp đã suy yếu nghiêm trọng, thì lãnh tụ Aung San của Myanmar khi đó đã chớp thời cơ, đứng ra tập hợp một lực lượng quân sự nhằm chống lại ách đô hộ của người Anh, rồi giành độc lập với tay người Myanmar. Lực lượng đó ngày càng lớn mạnh và cuối cùng đã đánh bại quân xâm lược Anh. Ông Aung San sau này đã trở thành thủ tướng đầu tiên của Myanmar. Thế nhưng Myanmar lại là một quốc gia rất phức tạp khi họ có quá nhiều dân tộc cùng chung sống với nhau. Và còn một điểm mấu chốt nữa, đó là dân tộc chiếm đa số của họ là dân tộc Bama, còn gọi là người Miến Điện, chỉ chiếm 68% dân số cả nước. Các dân tộc khác như người Hoa, người San hay người Hoa cũng đều có dân số chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. Myanmar khi này đã tồn tại quá nhiều phe phái khác nhau, nên dù đã độc lập thì người dân cũng không hoàn toàn đoàn kết. Để dễ hình dung thì ở thời điểm hiện tại, Myanmar có khoảng hơn 140 dân tộc và có tới 63 đảng phái đứng ra tranh cử vào quốc hội. 40 đảng phái được chính quyền quân sự hiện tại xếp vào hạng bất hợp pháp. Vâng, thưa hai vị chuyên gia có thể phân tích về các lực lượng chính đang nắm quyền ở đất nước này hay không? Như tôi đã nói, lực lượng chính được hiến pháp công nhận đó chính là các cái lực lượng quân sự, đó là các cái hệ thống tướng lĩnh, cũng như ba cái bộ quan trọng nhất của Myanmar, đó là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Nội vụ, để giữ cho sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như sự an toàn của một cái liên bang lỏng lẻo này. Đằng sau đó chính là các cái chính phủ bang, vùng, khu tự trị. Không có một đất nước nào mà ta nói đến cái sự cầm quyền của đất nước này mà ta buộc phải nói đến chính phủ. Và ngay khi chính phủ thì ta phải nói đến yếu tố quân sự. Và lại cũng không có một đất nước nào mà khi nói đến cái sự cầm quyền của đất nước này, ta buộc phải nói đến các cái chính phủ ở 7 bang, 7 vùng và 6 khu tự trị. Đấy là ta đã nhìn thấy ở một cái đất nước này, để cầm quyền cái đất nước này nó đã chia 5 xẻ 7 như thế. Nó hết sức phức tạp. Và hiến pháp thì lại ủng hộ cái vai trò của quân đội. Ngoài cái chuyện là 25% ghế trong quốc hội là thuộc về quân đội, bất kể cuộc bầu cử dân chủ hay là bất cứ ai được cầm quyền, đảng này hay đảng kia, thì luôn luôn 25% số ghế trong quốc hội là thuộc về quân đội. Cái thứ hai, hiến pháp của Myanmar công nhận rằng khi mà tình hình ở đất nước này bất ổn thì người đứng đầu các lực lượng vũ trang của Myanmar đương nhiên trở thành tổng thống. Cái thứ ba, hội đồng an ninh quốc gia của Myanmar cũng nằm trong tay các tướng lĩnh quân đội. Thế thì để thấy rằng là cái sự cầm quyền của đất nước này, ngoài cái chuyện nó đã chia 5 xẻ 7, thì nó lại tập trung cái sức mạnh và quyền lực vào tay quân đội. Tôi xin mời ý kiến của chuyên gia Lê Văn Cương ạ. Tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến của Đại sứ Luân Thùy Dương. Đại sứ là có một cái nhiệm kỳ 3-4 năm ở Myanmar, nắm rất chắc cái tình hình nội bộ, từ hệ thống lập pháp, hành pháp đến cái tư pháp làm việc quân đội, tôi chia sẻ hoàn toàn. Tình Myanmar tôi nghĩ thế này, xin lỗi, tôi phải nói thật với các bạn, tôi thất vọng. Tôi tin rằng Bangladesh sớm muộn ổn định,
Myanmar thì tôi, phía trước tôi là một khoảng tối vô định. Thậm chí tôi còn nghĩ đến một cái phương sách cuối cùng là cần sự can thiệp của Liên Hợp Quốc vào đây nữa. Cái quyền lực nó chia sẻ mánh mún đến như vậy mà không ai chịu ai cả. Tộc người nào cũng bất bình cả. Nhưng không đoàn kết với nhau được. Không một người dân nào Myanmar đồng tình với cái chế độ quân sự cả. Nhưng họ không đoàn kết với nhau được. Đấy là điểm yếu nhất của Myanmar. Mà phía sau sâu thẳm đấy là vấn đề tộc người. Riêng vấn đề tộc người và dân tộc, tôi xin muốn nói với các bạn một luận điểm nổi tiếng của Lenin. Lenin nói rằng là ngay khi vấn đề giai cấp được giải quyết rồi thì vấn đề dân tộc vẫn còn. Tức là ý của Lenin nói là ngay trong cái gọi là chủ nghĩa cộng sản thì vấn đề gì, tộc người vẫn còn. Tộc người tồn tại song song với tồn tại của loài người, nó khó khăn đến thế. Và đấy là thành ra một vết hằn mà rất khó mà khỏa lấp được. Thật ra mà nói thì 135 tộc người của Myanmar cũng là cực kỳ phức tạp. Như ở Ấn Độ là 160 tộc người. Ở Ấn Độ có những vùng quân nguyên thủy cơ. Nhưng phải đơn giản, Myanmar còn khá. Ấn Độ tôi sang và làm việc bên kia và mấy cái đề tài khoa học mà tôi thẩm định đánh giá thì quáng sơ như thời nguyên thủy. Thế mà họ vẫn đảm bảo được ổn định. Cho đấy có vấn đề tôi đồng ý về đại sứ Luận Thi Dương là có vai trò của lực lượng quân đội. Mà tôi nghĩ rằng tôi rất là không tin là ổn định sớm được. Thậm chí tôi hoàn toàn bi quan về cái bức tranh tối đen phía trước của Myanmar là vì thế này. Không có lực lượng nào có thể thay thế quân đội, là đổ quân đội được cả. Vì cái tộc người nó phân tán thế. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng là tình Myanmar có lẽ là phức tạp nhất, lâu dài nhất trên hành tinh này. Và tôi nghĩ có lẽ phải có sự can thiệp của quốc tế. Tôi trộm nghĩ rằng là phải có bàn tay của Liên Hợp Quốc. Phải sửa hiến pháp. Chứ làm gì có hiến pháp mà là 25% ghế quốc hội cho quân đội. Làm gì có chuyện như vậy. Làm gì quân đội nắm toàn bộ kinh tế. Cho nên là đến lúc cái tầng lớp trí thức, tầng lớp thanh niên Myanmar được học hành, được đào tạo ở các nước khác về rồi, đến cái đồ nào đấy, các tộc người thức tỉnh, rồi sẽ có một thay đổi cơ bản, bắt đầu từ hiến pháp. Đúng như đại sứ Luận Thi Dương nói, hiến pháp phải tôn trọng tất cả các tộc người tồn tại ở Myanmar này, không kể năm 23 gì cả, mọi người đều có quyền lợi như nhau, về mặt chính trị, về kinh tế, cho nên phải bắt đầu từ sửa hiến pháp. Mà sửa hiến pháp thì tôi nghĩ đến năm 24 này không sửa được, 25, 30 không sửa đâu. Khó khăn lắm. Tôi nghĩ là Myanmar là một trường hợp khá điển hình của thế giới hiện đại. Trong thế giới văn minh hiện nay còn sót lại. Tôi nghĩ Myanmar là cái điểm cuối cùng của lịch sử văn minh nhân loại còn sót lại. Lạc hậu đến như vậy. Chắc còn Mỹ Latin không có, ngay cả châu Phi không có. Cái lục địa đến mặc dù nó khó khăn đến thế như vậy. Không có tình trạng này. Mỗi cái Myanmar thôi ạ. Tôi đố các bạn tìm ra một cái đất nước nào mà phức tạp mà khó khăn như Myanmar như vậy. Ở châu Phi họ đảo chính rồi thay đổi rồi làm được. Chuyện này chuyện kia. Nhưng đây không. Và Aung San Suu Kyi tồn tại được 4-5 năm rồi qua đời thôi. Ở đây còn có một yếu tố trong nước như vậy, yếu tố nước ngoài nữa. Nếu như mình làm ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà có trách nhiệm thực sự cùng với Hội đồng Bảo an thì tôi tin phải tìm ra một cái giải pháp có tác động quốc tế. Chứ còn cái nội bộ Myanmar mà họ ngồi với nhau để giải quyết mâu thuẫn này thì tôi không tin, có thể nói như vậy. Mà chúng ta lại thấy là năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chưa bao giờ đạt được sự đồng thuận với nhau về trong bất cứ một vấn đề quốc tế nào, đó là về yếu tố bên ngoài. Còn chia sẻ về hiến pháp, tôi rất là đồng tình với ý kiến của chuyên gia Lê Văn Cương là phải sửa hiến pháp. Nhưng chưa bao giờ sửa được hiến pháp. Người sửa được hiến pháp duy nhất ở Myanmar là quân đội. Bởi vì trong quốc hội 25% ghế là thuộc về quân đội và đương nhiên thuộc, không cần phải bầu. Thế thì cái thời bà Aung San Suu Kyi đã tìm cách để thay đổi hiến pháp vì thấy rất rõ những cái điểm ở trong hiến pháp tác động đến sự bất ổn và đến hòa bình của Myanmar, nhưng không thể thay đổi được. Bởi vì hiến pháp, cũng như hiến pháp, quy định rất rõ bất cứ một sự thay đổi nào về bất cứ một điều luật nào ở Myanmar phải được trên 75% ghế quốc hội. Nhưng 25 phần ghế là đã thuộc về quân đội rồi. 75% còn lại không hoàn toàn thuộc về dân. Trong đó vẫn có các lực lượng kinh tế và cá nhân hoặc các lãnh đạo của các bang, vùng, khu là người của quân đội. Cho nên không bao giờ đạt được cái số phiếu
trên 75% để thông qua bất cứ một điều luật nào, chứ chưa nói hiến pháp. Cho nên việc thay đổi hiến pháp là không thể, trừ quân đội. Mà quân đội đã thay đổi hiến pháp 2 lần. Và càng thay thì càng tăng cái quyền lực của quân đội, cho nên không có khả năng. Và tôi cũng chia sẻ với ý kiến của chuyên gia Lê Văn Cương là tình hình ở Myanmar, thực sự là tôi đã ở đấy, và đã ở đấy thì càng thấy là vô cùng bế tắc và tương lai vô cùng mịt mù. Vâng, xin cảm ơn hai vị chuyên gia. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị khán giả cùng hai vị chuyên gia theo dõi một phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi. Myanmar tuyên bố bế quan tỏa cảng, ngăn chặn giao thương với các nước khác nên đã ban hành luật hạn chế điều đó, đồng thời ngăn chặn sự can thiệp của quốc tế. Tuy nhiên, trái với Triều Tiên, khi họ cô lập hoàn toàn với thế giới, thì chính quyền Myanmar lại làm nó một cách nửa chừng. Và đây chính là mấu chốt tạo nên những cuộc biểu tình không hồi kết. Giao tranh khốc liệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống dân thường. Ước tính có khoảng 3 triệu người Myanmar đã phải di cư khỏi nơi ở, 240.000 người phải chạy trốn ra nước ngoài, 53.000 người thiệt mạng, 29.000 người bị bắt, hàng chục nghìn tài sản dân sự bị phá hủy. Myanmar giờ đây đã không còn vùng đất nào an toàn nữa. Và dường như bản chất của các phe nổi dậy đã dần lộ diện. Mục tiêu của họ giờ đây không còn là nhân danh dân chủ tự do, khôi phục chính quyền dân sự như trước năm 2021 nữa, mà thay vào đó là những lý tưởng của những kẻ đứng đầu phe phái. Họ muốn nơi mà mình chiếm được trở thành một quốc gia riêng, có chủ quyền lãnh thổ riêng. Tại các bang mới tuyên bố độc lập và những nơi mà quân đội Myanmar bị đẩy lùi, các nhóm chiến binh đã quay sang bắn giết lẫn nhau, nhằm giành thêm được lãnh thổ càng nhiều càng tốt. Tất cả những sự kiện này đang dẫn Myanmar tới bờ vực thảm họa nhân đạo tàn khốc nhất hành tinh. Vâng, thưa hai vị chuyên gia, tại Myanmar hiện nay trong cuộc nội chiến này đã xảy ra những thảm họa nhân đạo thường xuyên và triền miên. Vậy thì họ có nhận được những hỗ trợ từ các nước khác không ạ? Thật ra thì cái thảm kịch của Myanmar làm xúc động cả cộng đồng quốc tế và các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và cả cái quốc gia mà không thành viên Liên Hợp Quốc cũng đã có hỗ trợ nhân đạo nhiều. Nhưng thật ra thì những cái viện trợ này có đến đúng với những người cần được viện trợ đâu ạ. Tôi tin là giỏi lắm chỉ 10% đến đúng cái địa chỉ những người cần phải được trợ giúp, thế còn 90% nó nằm ở chỗ khác. Nhưng thật ra mà nói thì cũng không hy vọng cái viện trợ quốc tế nó giải quyết được chuyện gì ở Myanmar. Cả vấn đề về nhân đạo, cả vấn đề về chính trị, cả vấn đề kinh tế không giải quyết được chuyện gì đâu, có thể nói như vậy. Vâng, thưa chuyên gia, vậy thì phản ứng của cộng đồng quốc tế như thế nào về tình hình hiện nay tại Myanmar, nhất là ASEAN, thưa chuyên gia? ASEAN có một nguyên tắc làm việc là không can thiệp vào công việc nội bộ các nước. Cái nguyên tắc bất di bất dịch là không can thiệp vào công việc nội bộ. Cho nên thôi thì ASEAN cũng đã có hàng chục cuộc họp rồi. Họp cấp cao rồi, họp chuyên viên cấp cao, họp cấp thứ trưởng ngoại giao, cấp bộ trưởng, thượng đỉnh rồi. Nhưng mà các cuộc họp như vậy thì tại cái diễn đàn ASEAN là không ai có thể nói là lên án phê phán gì được cả. Chỉ là lời khuyên thôi ạ. Vì phê phán không được, nó vi phạm nguyên tắc của hiến chương của ASEAN. Cái vùng này nó rất khác nhau, 10 quốc gia trong một hiệp hội, khác nhau về trình độ phát triển kinh tế, khác nhau về tôn giáo. 10 nước này 3 cái tôn giáo lớn là gì? Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Riêng cái chuyện này cũng đã khó mà có thể thống nhất với nhau được rồi. Đấy chưa nói là lịch sử văn hóa khác nhau, thể chế chính trị khác nhau. Chứ rõ ràng bản thân cái hiệp của ASEAN thì đã có phát triển trưởng thành, nhưng có những hạn chế lịch sử của nó. Và vì thế cái tác động của ASEAN vào cái giải quyết của Myanmar cũng không lớn. Bây giờ can thiệp chỉ có Liên Hợp Quốc thôi. Tôi nghĩ trường hợp Myanmar chỉ còn một con đường duy nhất, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải vào cuộc. May ra hy vọng. Nhưng mà như đại sứ Luận Thị Dương nói là năm ông lớn nhất hành tinh này là ông Mỹ, ông Trung Quốc, ông Nga, ông Pháp, ông Anh ngồi với nhau, mâu thuẫn với nhau thường xuyên mà. Cho nên ngay cả Hội đồng Bảo an cũng cuối cùng cũng ra hàng trăm nghị quyết, rồi chẳng ai thực hiện nghị quyết cả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sẽ đến lúc, tôi mong muốn có một cái can thiệp của Liên Hợp Quốc. Chứ đừng hy vọng can thiệp của ASEAN, không có đâu. Chỉ có Liên Hợp Quốc.
khi cộng đồng của một thức tỉnh thì trước khi nắm được hội đồng thương đức hội bảo án phải làm đoàn kết. Nếu nắm được hội đồng bảo án mà nhất trí thống nhất với nhau thì tôi tin có khả năng giải quyết từng bước một vấn đề Myanmar được. Đây là cái lộ trình duy nhất thôi, chứ còn đừng hy vọng vai trò của ASEAN giải quyết được kỳ cục khủng hoảng Myanmar không có đâu. Tôi xin mời chuyên gia Luận Thủy Dương. Tôi rất là chia sẻ với ý kiến của chuyên gia Lê Vân Cương là ASEAN đã đạt được một thỏa thuận và chúng tôi gọi là đồng thuận 5 điểm của ASEAN về vấn đề Myanmar. Trong đó có nêu lên 5 vấn đề mà hy vọng là chính quyền quân sự sẽ thực hiện. Cái thứ hai là bản thân ASEAN đồng ý rồi nhưng cũng không thúc đẩy được thực hiện bởi vì nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ. Cái thứ ba là ASEAN và Myanmar thúc đẩy nhưng đến bây giờ ấy thì cả hai bên đều thấy nó không hợp tình và cũng chả hợp lý nữa, và nó lại càng không phù hợp với thực tế hiện tại. Người ta rất muốn thay đổi nhưng để ASEAN có thể đồng thuận cùng với Myanmar ra được một cái đồng thuận khác 5 điểm hay 7 điểm khác ấy, là một chuyện rất xa vời đối với ASEAN. Bởi vì đạt được cái đồng thuận 5 điểm lúc ban đầu là giải quyết được vấn đề hình ảnh, uy tín của Myanmar và là một cái sự nỗ lực rất lớn của các nước ASEAN rồi. Không thể hy vọng có cái thứ hai. Và đến có cái thứ hai thì cũng không đảm bảo chắc chắn rằng là Myanmar sẽ thực hiện và các nước ASEAN thì sẽ đồng thuận để thực hiện. Thế cho nên là cái câu chuyện vai trò của ASEAN tại Myanmar ấy là rất khó đạt được hiệu quả trên thực tế. Tuy nhiên thì nó lại vẫn cần cho cả Myanmar lẫn cả ASEAN. Và cứ các cuộc họp nào thì người ta cũng sẽ nói đến vấn đề Myanmar ở một góc độ nào đó. Chẳng qua là để gì? Để mọi người thấy rằng Myanmar vẫn nằm trong ASEAN. Để mọi người thấy ASEAN vẫn quan tâm đến vấn đề Myanmar. Người đừng lãng quên đất nước này. Không bị lãng quên, không gạt đất nước này ra. Cho nên hội nghị cấp cao nào thì vấn đề này cũng đều được nêu ra cả. Nhưng mà không đạt được một cái gì để mà giải quyết được tình hình Myanmar. Thế cô cũng chia sẻ ý kiến với lại chuyên gia Lê Vân Cương là mong muốn một cái vai trò của quốc tế. Và lại càng mong muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thực hiện được cái vai trò của mình đối với lại an ninh quốc tế. Nhưng mà trên thực tế thì tôi như tôi cũng đã nói, tức là 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an thì chưa bao giờ thống nhất nhau về các vấn đề quốc tế. Thêm nữa, trong cái vấn đề Myanmar, vai trò của Trung Quốc và Nga rất quan trọng. Nga và Trung Quốc đều có một cái lợi ích rất lớn ở Myanmar. Mà phải nói là trên thực tế là hai nước này có một vai trò rất lớn với tình hình hiện nay ở Myanmar. Thì hai nước này không bao giờ ủng hộ vai trò của Liên Hợp Quốc hay của cộng đồng quốc tế vào đây, mà họ chỉ muốn là họ có vai trò và họ đang có, và họ lại càng không muốn là cái vai trò đấy được chia ra 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chứ đừng nói đến cộng đồng quốc tế. Cho nên cái tình hình Myanmar thực sự là bi quan. Vâng, thưa chuyên gia, với cục diện chính trị bạo loạn và bế tắc như hiện nay thì tình hình kinh tế xã hội hiện nay tại Myanmar dường như đang kéo dài trong tình trạng sụp đổ hay là suy sụp toàn diện, đúng không ạ? Theo tôi, suy thì rõ rồi, nhưng mà chưa sụp. Suy thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng. Vì chính phủ quân sự bị cấm vận, cho nên là nó đứt gãy mọi cái sự cung ứng, cũng như chuỗi cung ứng, cũng như cái thị trường, cũng như các cái hợp tác kinh tế của Myanmar với các nước. Thì điều đấy là rõ ràng nó tác động trực tiếp đến nền kinh tế của Myanmar rồi. Nhưng cái thứ hai là đất nước bạo loạn như thế, mà ta có thể dùng đúng từ đó là nội chiến ở một góc độ nào đó rồi. Bởi vì nội chiến đúng định nghĩa của quốc tế là khi các lực lượng vũ trang tập hợp nhau lại và chống lại lực lượng quân đội của chính phủ thì đang diễn ra ở Myanmar. Cho nên có thể gọi nó là nội chiến ở một góc độ nào đó, ở lý thuyết quan hệ quốc tế. Thế thì khi mà tập trung vào nội chiến thì làm gì có lực lượng để tập trung vào sản xuất kinh tế và thúc đẩy kinh tế. Cho nên kinh tế của Myanmar là suy. Và cái chỉ số GDP cũng như là tất cả các cái chỉ số xuất nhập khẩu rồi sản xuất, kinh doanh, rồi công nghiệp, nông nghiệp vân vân đều giảm. Nhưng nó chưa sụp. Tại sao nó không sụp? Bởi vì một là các tập đoàn kinh tế lớn nằm trong tay quân đội. Cho nên họ phải giữ. Và nó vẫn tồn tại. Và nó vẫn phát triển. Và còn phát triển mạnh là đằng khác.
nhất là các cái tập đoàn mà nó phụ trách những cái tài nguyên thiên nhiên hay những cái nguồn mỏ rất đặc biệt của Myanmar như là vàng, ngọc, gỗ, khí đốt, vân vân. Là những thế mạnh của Myanmar. Là thế mạnh của Myanmar thì lại nằm trong tay các tập đoàn kinh tế quân đội. Họ sẽ giữ chứ. Họ làm sao họ làm cho những cái tập đoàn đấy nó sụp được. Thứ hai, Trung Quốc và Nga đang đẩy mạnh những cái hoạt động kinh tế ở đất nước này, sẽ giữ cho cái nền kinh tế ở đất nước này tồn tại. Và có tồn tại thì họ mới tiếp tục được cái vai trò của họ ở đây. Thế cho nên là nó không sụp, nhưng mà suy thì rõ rồi. Đấy là ý kiến của cá nhân tôi. Vâng, thưa chuyên gia Luận Thùy Dương, giống như chuyên gia Lê Văn Cương vừa chia sẻ rằng tương lai của Myanmar nó chỉ là một mảng đen tối thôi, thì sẽ có điểm sáng nào để có thể hy vọng? Theo cá nhân tôi, cái điểm hy vọng mà người dân Myanmar luôn luôn hy vọng đó là phải giải quyết hòa bình đã. Trước khi nói đến chuyện thống nhất liên bang, rồi trước khi nói đến chuyện vai trò quốc tế hay là sự tham gia trong ASEAN, thì họ cần sự ổn định. Mà cái điểm sáng duy nhất để ổn định ở đất nước Myanmar thì một lần nữa, dù ta có muốn hay không muốn nói, cũng vẫn phải nói rằng vai trò thuộc về quân đội. Vậy thì quân đội của Myanmar có muốn tình hình ổn định hay không? Có muốn hòa bình hay không? Bởi vì thực tế nghiên cứu ở đất nước này còn cho chúng ta thấy một góc độ khác. Nếu đất nước này mà hoàn toàn ổn định thì tự quân đội thấy cái vai trò của mình giảm đi. Đơn giản rằng tại sao chúng ta thấy quân đội có thể cũng chưa đủ sức để dẹp hết tất cả các cái sự bạo loạn hay là các lực lượng chống đối ở Myanmar. Nhưng cũng một lý do nữa là họ không thể hay có thể mà không muốn. Bởi vì hiến pháp Myanmar có ghi rằng đất nước mà không ổn định vẫn nằm trong tình trạng khẩn cấp thì quyền lãnh đạo đất nước thuộc về quân đội. Ghi rõ ràng trong như thế trong hiến pháp. Vậy thì quân đội sẽ là người quyết định xem cái đất nước này sẽ ổn định như thế nào, ổn định đến đâu và hòa bình ở mức độ nào. Tất nhiên đấy là ta nói là quân đội mạnh. Còn nếu quân đội không mạnh thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thế thì một trong những cái mà người dân mong muốn ấy là đất nước này ổn định. Nó có một cái mâu thuẫn. Không ưa quân đội nhưng không thể tách được quân đội. Và không ưa quân đội nhưng mà lại cần có quân đội. Mà đây là quân đội của chính phủ để dẹp loạn. Thế thì cái điểm sáng mà người dân mong muốn là gì? Là cái chính phủ quân sự hiện nay gọi là chính quyền quân sự, chứ chưa gọi là chính phủ, ta cũng không công nhận. Được bầu ra hay không bầu ra, và chính phủ lâm thời sẽ được quân đội triển khai để bầu ra hay không, thì cái điểm sáng mà người dân mong muốn ấy là cái chính phủ lâm thời, chính phủ được bầu cử đấy, tức là bầu cử dân chủ đấy, phải có đại diện của tất cả người dân. Thì điều đấy nó cũng vẫn xa vời. Cho nên tôi cũng muốn nói đến một cái điểm sáng, nhưng mà nó không có đủ cái... không thể nói được, mà nó vẫn cứ chứa đựng những cái sự bi quan ở trong đó. Tôi muốn nói thêm một tí ở đây nữa. Cái vấn đề cơ bản nhất vẫn là xung đột tộc người. Cái lợi ích kinh tế, lợi ích và xung đột về giá trị. Như đại sứ Luận Thùy Dương nói, cái Myanmar bây giờ như là cái bê tông á, một khối bê tông mà khó phá là vì thế này: 2/3 tài sản quốc gia do quân đội nắm, 80% các tập đoàn kinh tế lớn ở Myanmar quan hệ chặt chẽ với quân đội, một cái thiết chế cấu trúc kinh tế xã hội như vậy cực kỳ khó phá vỡ. Lợi ích ngay cả tập đoàn kinh tế lớn đang nắm toàn bộ cái nền tài chính tài sản của Myanmar, người ta cũng không muốn rời quân đội. Rời quân đội thì có lúc người ta nguy hiểm. Lợi ích các tập đoàn kinh tế gắn chặt với quân đội, và ngược lại quân đội cũng gắn chặt với lợi kinh tế. Đấy là một cái thể chế đặc biệt nhất trên thế giới hiện nay. Tôi nói cái duy nhất là vì thế, và cái đen tối là sử dụng điều này. Vì thế tôi chỉ còn con đường thôi. Một con đường Liên Hợp Quốc
phải có biện pháp trừng phạt, cấm vận bao vây chặt chẽ, cấm chỉ đến mức độ theo một cái nguyên lý của người của Trung Quốc cổ từng là biết, đến cùng là biết. Khi mà người dân mà đã không chịu nổi nữa thì chắc chắn sẽ biên loạn. Và con đường này kéo dài có lẽ phải vài thập niên nữa. Mà hơn nữa thì Liên Hợp Quốc cũng chẳng có thống nhất để mà ra những cái quyết định để mà áp đặt lệnh trừng phạt này. Người ta có thể là áp đặt 17.500 lệnh trừng phạt đối với Nga, nhưng đối với Myanmar thì chắc là khó lắm. Chỉ có siết cổ, bao vây, dứt khoát tất cả các nước, ngừng làm việc, làm ăn kinh tế với Myanmar. Đến cái đường cùng như vậy thì tức biến thì nội bộ họ bị vùng dậy với nhau thôi. Nhưng con đường này khó lắm. Khi mà kinh tế nó kết hợp chặt chẽ với quân đội, đấy là một cái bê tông cực kỳ khó phá vỡ được. Nhìn sâu thẳm ở sau Myanmar chỉ làm chỗ này. Trên nền tảng cái xung đột về tộc người, lấy được cái cố kết giữa quân đội về kinh tế, không bao giờ phá được cả. Để nói như vậy. Xin cảm ơn hai vị chuyên gia về những nhận định chia sẻ vừa rồi về đất nước Myanmar. Thưa hai vị chuyên gia và thưa quý vị khán giả, tình hình hiện tại ở Myanmar là không thể lường trước và hết sức phức tạp, cũng như hiện chưa thấy có giải pháp rõ ràng nào trước mắt. Việc chính quyền quân sự tiếp tục hoạt động chấn áp, sức mạnh của lực lượng chống đối ngày càng tăng, các cuộc khủng hoảng nhân đạo, tất cả những điều này kết hợp lại đang tiếp tục tạo ra những thách thức to lớn đối với đất nước Myanmar và làm phức tạp thêm những nỗ lực hòa bình và ổn định trong khu vực. Hy vọng rằng phản ứng của cộng đồng quốc tế và hành động của những bên có lợi ích trong cuộc xung đột ở nước này sẽ đóng một vai trò chủ chốt trong việc định hình tương lai của Myanmar. Chương trình bình luận quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu yêu thích, quý vị đừng quên bấm nút like và nhớ bấm nút chia sẻ, theo dõi để không bỏ lỡ những số tiếp theo của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là một đất nước mà có thể nói là sự chia rẽ trong nội bộ đất nước đấy, sự bất ổn trong đất nước đấy, nó tiềm ẩn trên rất nhiều yếu tố. Mà có thể nói theo một từ khác là từ khi sinh ra nó đã là bất ổn rồi. Tôi tin rằng Bangladesh sớm muộn cũng ổn định. Myanmar thì tôi, phía trước tôi là một khoảng tối vô định. Từ khi ra đời đến nay, hơn 70 năm, đất nước Myanmar chưa bao giờ im tiếng súng cả. Đến cái đồ nào đấy, các tộc người thức tỉnh rồi sẽ có một thay đổi cơ bản, bắt đầu từ hiến pháp. Hiến pháp phải tôn trọng tất cả các tộc người tồn tại ở Myanmar này. Tình hình ở Myanmar, thực sự là tôi đã ở đấy, và đã ở đấy thì càng thấy là vô cùng bế tắc và tương lai vô cùng mịt mù. Không một người dân nào Myanmar đồng tình với cái chế độ quân sự cả, nhưng họ không đoàn kết với nhau được. Theo tôi, suy thì rõ rồi, nhưng mà chưa sụp. Cái thảm kịch của Myanmar làm xúc động cả cộng đồng quốc tế,